Chiều tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 10 tháng 10 tại Việt Nam, bão Milton đã đổ bộ gần thành phố Sarasota, bang Florida với sức gió duy trì 193 km/h. Hiện bão đã suy yếu nhẹ và giảm xuống cấp 2, tuy nhiên cảnh báo về những tác động nguy hiểm của bão vẫn không thay đổi. Mất ngủ nhiều đêm. Khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chị Hà, một người Việt đang sống tại thành phố Sarasota, bang Florida, vẫn đang tiếp tục cập nhật tin tức khi tâm bão Milton đi qua thành phố này. Chị Hà chia sẻ với tuổi trẻ online, điểm đầu của Sarasota là Siesta bão vô Siesta Cay trước, sau đó mới đi qua hết giải đất của Florida. Khoảng 18 giờ 30 phút, gió đã rất mạnh và lớn, nhưng hiện nay gió đang mạnh hơn khoảng một tiếng nữa gió có thể còn mạnh hơn bây giờ. Ban đầu, bão Milton được dự báo là bão cấp 5, tức là mức cao nhất trong thang đo bão Saffir Simpson, với sức gió lên tới 290 km h cùng với mực nước dự báo dâng hơn 6 m có thể ngập đến tầng 2. Cũng như nhiều người dân khác tại Florida, chị Hà có dự định chạy bão, tuy nhiên do tình hình kẹt xe nghiêm trọng và thiếu nhiên liệu nên chị quyết định ở lại và chuẩn bị kỹ càng khi bão tới. Gia đình chị đã chuẩn bị một bình ca dành để nấu ăn phòng khi bị cúp điện. Ngoài ra còn có đồ khô, đồ hộp, nước uống, đèn pin và nến, đủ dùng trong khoảng một tuần sau so bão nếu mất điện, mất nước. Trong những ngày qua, gia đình chị cũng đã bịt kín tất cả cánh cửa để bảo vệ ngôi nhà. Chính quyền thành phố cũng cung cấp cho người dân các bao cát để ngăn nước tràn vào nhà. Chị Hà Bộc Bạch, trước dự báo bão cấp 5, mọi người rời đi rất nhiều, đường xá kẹt xe, xăng thì cũng không có để đổ nên tôi quyết định không đi, ngôi nhà của tôi cũng đã trải qua cơn bão Ian vào năm 2022. Nếu bão Milton làm tốc mái nhà thì sẽ chui vô xe trốn. Đó là điều tồi tệ nhất với cơn bão cấp 5. Nhưng rất may, giờ bão đã giảm cấp. Tôi ở chỗ cao hơn cũng phải kiểm tra kỹ mới dám ở lại. Cũng lo lắm. Hai đêm rồi tôi không ngủ được. Cứ 11 giờ, 12 giờ đêm, rồi 3 giờ, 5 giờ sáng lại kiểm tra tin cập nhật. Tôi cứ giật mình dậy rồi tự hỏi là mình có nên đi hay không. Rất là sợ bão giảm cấp nhưng còn nỗi lo khi bão mưu suy yếu chị hà tỏ ra vui mừng và vơi đi phần nào lo lắng tuy nhiên chị nói là vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại sau bão chị hà nói tôi sợ nhất là bị hư mái nhà và rột nước dịch vụ lúc đó cũng chậm với khí hậu nóng ẩm của florida mà mưa như vậy nếu để lâu là sẽ bị ẩm mốc không tốt cho sức khỏe nhất là với ai bị hèn xuyễn dị ứng còn nếu mà bị ngập lụt thì quá tệ Chị Hà đã mất Wi-Fi và phải dùng sóng điện thoại để liên lạc. Tuy nhiên chị cho biết nếu sóng điện thoại bị ảnh hưởng do bão thì người dân vẫn có thể sử dụng sóng vệ tinh để liên lạc và cập nhật thông tin. Hiện nay các đời điện thoại từ iPhone 14 trở lên và iOS 18 sẽ được tự động kết nối vào sóng vệ tinh tại Mỹ. Chị chia sẻ nếu điện thoại không có tín hiệu thì vẫn có thể gọi 911 là số điện thoại khẩn cấp quốc gia ở Mỹ được và vẫn nhận được các cảnh báo thiên tai. Tin bão mới nhất của CNN cho hay bão Milton đang nhanh chóng tiến gần bờ biển phía tây trung Florida vào tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Hà Nội, ở cường độ bão cuồng phong cấp 3 với sức gió duy trì mạnh nhất là 193 km h Tâm bão Milton đang cách Sarasota, Florida 96 km về phía tây nam, gió giật trên 16 km h và đã xuất hiện dọc theo bờ biển tây nam Florida cùng với chiều cường dâng cao. Dự báo bão mới nhất nhận định bão Milton có thể đổ bộ lúc 20 giờ theo giờ địa phương với điều kiện thời tiết tồi tệ nhất sẽ sớm bắt đầu và kéo dài đến sáng sớm ngày 10 tháng 10 dọc theo phía tây trung Florida. Theo Phòng Thí nghiệm Khí tượng và Hải dương học Đại Tây Dương của NOAA, một máy bay không người lái đã ghi lại được con sóng cao 8,5 m và gió giật gần 122 km h gần tâm bão Milton. Con sóng này được ghi nhận cách tâm bão Milton 40 hải lý. Theo tin báo mới nhất của CNN, mưa lớn, gió mạnh và lốc xoáy dữ dội đang diễn ra ở Florida khi bão Milton dự kiến tấn công tiểu bang trong buổi tối. Tính đến tối ngày 9 tháng 10, văn phòng tại Florida của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành tổng cộng là 133 cảnh báo lốc xoáy liên quan đến bão Milton. Mỗi văn phòng tại Miami và Tampa đều ban hành 49 cảnh báo, trong khi Melbourne có 35 cảnh báo về lốc xoáy liên quan tới cơn bão sắp đổ bộ. Gần 7,3 triệu người Florida tại 15 hạt đã được kêu gọi sơ tán khi bão Milton áp sát. Phóng viên Boris Janchet của CNN đang ở khu vực Vịnh Tampa cho biết điều kiện đã xấu đi đáng kể với gió rất rất mạnh và mưa rất lớn. Bão Milton vẫn còn vài giờ nữa mới đổ bộ, nhưng hơn 250.000 khách hàng ở Florida đã mất điện, theo poweroutages us Với những cơn gió giật mạnh khi bão bắt đầu di chuyển vào bờ, tình trạng mất điện sẽ bắt đầu tăng đáng kể ở phía tây Florida vào tối ngày 9 tháng 10. Theo tin bão mới nhất của IP trong khi bão Milton áp sát Florida, các nhà dự báo bão cũng lo ngại về nguy cơ một cơn bão mới ở Đại Tây Dương hình thành. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết đang theo dõi một hệ thống khác có thể hình thành ở Đại Tây Dương. Vùng áp thấp này nằm cách Bermuda khoảng 482 km về phía Tây Tây Nam vào chiều ngày 9 tháng 10 và vẫn chưa được đặt tên. Theo dự báo bão, áp thấp của trung tâm khả năng hình thành một cơn bão mới trong vòng 48 giờ tiếp theo là thấp. Bản tin dự báo nêu rõ hôm nay điều kiện môi trường đang kém thuận lợi hơn cho sự phát triển của vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Tuy nhiên, khả năng bão mới xuất hiện gây lo ngại cho người dân Mỹ vốn đã lên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của những cơn bão tăng cấp chóng vánh như là Helen và Milton. Milton là cơn bão được đặt tên thứ 13 trong mùa bão Đại Tây Dương đã liên tục mạnh lên thành siêu bão cấp 5 khi di chuyển ở Vịnh Mexico. Cơn bão tiếp theo trong mùa bão Đại Tây Dương có thể được gọi là bão Nadine trong dự báo bão theo mùa cho mùa bão 2024 NOAA dự báo có từ 17 đến 25 cơn bão được đặt tên góp phần tạo nên một mùa bão dữ dội hơn bình thường gió và mưa từ bão Milton đã ấp vào hai thành phố là Bradenton và Sarasota thuộc bang Florida dự báo cơn bão có thể gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 tới 4 mét ở một số khu vực Video do Sở Cảnh sát Bradenton chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cây cọ cong vẹo trong gió khi mưa và sóng đập mạnh vào bờ biển ở thành phố này. Một video tua nhanh khác cho thấy mây và mưa bao phủ một thành phố khác của bang Florida là Sarasota. Vào sáng ngày 10 tháng 10, bão Milton đã áp sát bờ biển phía tây của bang Florida gây ra lốc xoáy và tấn công khu vực này bằng mưa và gió trước khi dự kiến đổ bộ vào gần vịnh Tampa. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, mặc dù vào chiều ngày 9 tháng 10, Milton đã suy yếu nhẹ xuống cấp 3, cấp độ thứ ba trong thang Saffir-Simpson gồm 5 cấp, cơn bão vẫn mở rộng phạm vi khi tiến gần đến bang Florida và vẫn là một cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm với sức gió duy trì tối đa là 195 km/h. Cơn bão có thể gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 tới 4 m ở một số khu vực và mưa từ 150 tới 300 mm với lượng mưa có thể lên tới 450 mm ở một số nơi. Khoảng 2 triệu người trên khắp bang Florida đã được lệnh sơ tán và hàng triệu người khác đang nằm trong đường đi dự kiến của bão Milton. Cơn bão này ập đến chỉ 2 tuần sau khi Helen tàn phá Florida và nhiều bang khác.